Xin chào các bạn khán giả của Bí Quyết Thành Công. Các bạn thân mến, theo thống kê, mỗi năm có khoảng 400.000 sinh viên tốt nghiệp, nhưng tình trạng thất nghiệp cũng lên đến 200.000. Tình trạng chung của các bạn đều là không tìm được việc. Hầu hết họ đều than phiền rằng khó tìm được việc làm, và đối với nhiều người thất nghiệp, sau khi tốt nghiệp dường như đã trở thành một trạng thái bình thường. Trong số đó, tình trạng thất nghiệp thường xảy ra nhiều với những người không phải học ở các trường top đầu, mà hầu như ở các trường top 2 hoặc top 3. Sau khi chính thức bước vào xã hội, chúng ta bắt đầu phải bận rộn, bắt đầu phải bôn ba khắp nơi vì kiếm tiền. Tới lúc này, chúng ta mới hiểu được giá trị của một cá nhân đối với gia đình cũng như xã hội. Nên chúng ta càng thêm cố gắng để có được một sự nghiệp ổn định nhằm chứng minh giá trị kể trên. Nếu như các bạn vẫn còn giữ khư khư 6 kiểu thái độ dưới đây, thì chắc chắn ngay bây giờ hoặc chậm nhất là trong vài năm tới sẽ rất khó để có một công việc tốt cho các bạn. Thế nên hãy thay đổi ngay từ bây giờ các bạn nhé! Kiểu người thứ nhất, làm việc qua loa, chảnh mảng, thái độ thiếu nghiêm túc. Liệu bạn có phải là người hay đi muộn về sớm, tạo phòng thiếu sự nghiêm túc, chững chạc? Bạn thường xuyên vắng mặt trong các buổi họp, các buổi gặp mặt quan trọng. Bạn không hoàn thành deadline đúng giờ. Tất cả những cử chỉ, hành động tuy nhỏ nhưng đấy cũng là một trong những yếu tố đánh giá liệu bạn có phù hợp với một chức vụ cao hơn hay không. Và đương nhiên, nếu bạn duy trì những thói quen thiếu chuyên nghiệp ấy, thì dù có gắn bó lâu hơn nữa thì việc thăng chức cũng nằm ngoài tầm với. Hãy tập những thói quen giúp bản thân chuyên nghiệp đúng giờ hơn. Việc thay đổi cách ăn mặc gọn gàng, phong thái, cử chỉ hay dáng đi cũng sẽ gây thiện cảm hơn với đối phương đấy. Kiểu người thứ hai, người lười biếng thiếu chủ động, không có thái độ cầu thị. Không có công việc nào là không cần học tập. Dù có tiền bối đi trước dẫn dắt thì cũng có rất nhiều chi tiết. Thực ra cần bạn tự đi học hỏi. Chẳng hạn như khi mở các lớp học hướng dẫn về marketing, đối với những nhân viên mới, chúng tôi sẽ cung cấp tư liệu cụ thể, đồng thời giải đáp từng vấn đề thắc mắc của họ. Nhưng nếu bản thân họ không chủ động đi nghiên cứu một chút mà cứ động một chút lại hỏi, hỏi đi hỏi lại, vậy thì không tốt chút nào phải không? Có rất nhiều người làm việc kiểu bị động, cần có người giám sát, đốc thúc. Nếu không đốc thúc, họ sẽ không biết mình nên làm gì tiếp theo, hoặc là sẽ kiểu nước từ chân rồi mới nhảy. Một người mà cần người khác đốc thúc, mỗi một chi tiết đều cần phải có người khác để mắt tới, sẽ rất khó làm tốt được một việc gì đó. Vì vậy, trong công việc, nhất định phải tích cực chủ động lên một chút. Không hiểu là chuyện thường tình, chẳng ai sinh ra đã có thể hiểu được hết mọi thứ. Nhưng ai thì cũng có thể học, cũng có thể chủ động đi học hỏi từ những đồng nghiệp xung quanh. Đừng vì không hiểu nên không hoàn thành công việc đúng hạn, rồi làm mọi việc trở nên rối bung lên, để người khác đi sau dọn bãi chiến trường cho bạn. Kiểu người thứ ba, khôn lỏi. Nhiều người khi làm sai gì đó, rất thích trốn tránh trách nhiệm. Khôn lỏi, viện cớ là do người khác, tuyệt đối không bao giờ tìm nguyên nhân từ mình. Quả thực là có nhiều việc trách nhiệm không thể chỉ đổ lên một mình bạn. Nhưng biết cách tìm nguyên nhân từ mình, bạn mới nhanh có tiến bộ. Rõ ràng mình là người chịu trách nhiệm trong nhóm, nhưng nếu xảy ra sai sót gì, lại chỉ biết ngồi đó đợi ai đó nói hộ mình. Bản thân thì rất ít xuất hiện, cũng chẳng hiểu rõ quá trình làm việc của nhóm mình ra sao. Hoặc chẳng hạn như cứ tàn làm một cái là sẽ không trả lời bất cứ tin nhắn nào liên quan tới công việc. Vẫn biết sau khi tan làm là thời gian cá nhân, cũng không ai ép bạn tăng ca. Nhưng những việc là trách nhiệm của mình thì vẫn phải nghiêm túc mà làm cho tốt. Những việc nhỏ nhặt như vậy thôi mà còn làm không tốt, lãnh đạo sao dám giao cho bạn việc lớn. Chúng ta sẽ phát hiện ra những người ưu tú dù đi đâu làm việc thì biểu hiện của họ cũng đều rất ưu tú. Đó là bởi họ mang sẵn trong mình những phẩm chất ưu tú. Có những phẩm chất này rồi, việc đổi vị trí công việc hay ngành nghề nó chỉ còn là chuyện tốn bao nhiêu thời gian để thuần thục chuyên môn mà thôi. Dù không có ai dẫn dắt, họ cũng có thể tự mình phát triển nhanh chóng. Có người dẫn dắt
chẳng qua chỉ là khiến họ phát triển nhanh hơn mà thôi. Kiểu người thứ tư, quá mờ nhạt, không đem đến giá trị gì. Nguyên nhân có lẽ xuất phát từ việc bạn quá mờ nhạt giữa đám đông, những con người cũng đang cố gắng từ ngày ấy. Để con đường công danh, sự nghiệp của mình phát triển, ai cũng đều mong muốn bản thân được công nhận. Chính vì vậy, việc thể hiện khả năng, sự hiểu biết của mình đối với mọi người, đặc biệt đối với sếp là vô cùng cần thiết. Bạn đừng nghĩ rằng chỉ cần làm việc chăm chỉ, cố gắng thì mọi người sẽ nhìn thấy. Hãy mạnh dạn thể hiện khả năng của bản thân để ghi điểm trong mắt sếp nhé. Thể hiện bản thân ở đây không phải là khoe khoang, làm lố. Bạn có thể thường xuyên báo cáo tiến độ công việc với sếp, chủ động đưa ra những ý tưởng trong các cuộc họp, hăng hái và nhiệt tình trong những buổi gặp gỡ. Kiểu người thứ 5, không chịu nâng cao năng lực bản thân. Càng nhiều sự phát triển về khoa học, kỹ thuật, bản thân mỗi người càng phải cố gắng trau dồi hơn nữa để theo kịp thời đại. Hơn nữa, các chức vụ cao hơn, càng nhiều những yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm. Vậy nên, thay vì buồn bã, thắc mắc vì bản thân không được thăng chức, hãy dành thời gian tìm hiểu, cải thiện và trau dồi thêm nhiều kiến thức và kỹ năng cho bản thân mình. Tìm hiểu những khóa học online, offline hay đọc thêm những cuốn sách về tư duy, kỹ năng sẽ giúp nâng cấp giá trị của bản thân bạn. Các bạn thân mến, quả thực thất nghiệp là một điều rất đáng sợ. Thế nhưng, đôi khi giá trị của một con người không chỉ được đo bằng công việc, mức lương hay việc bạn đã lập gia đình chưa và sinh được mấy đứa con rồi. Mỗi thước đo giá trị sẽ cho ra một kết quả khác nhau. Hãy chọn thước đo bạn thấy phù hợp thay vì cứ tự ấn mình vào thước đo của người khác rồi suy sụp. Khi thất nghiệp, bạn có nhiều thời gian hơn và cũng tự do hơn. Bạn có thể suy nghĩ về bản thân, về cuộc đời mình, phân tích mọi vấn đề một cách khách quan hơn, lựa chọn học thêm những điều mới mẻ. Chỉ cần bạn sống tích cực và không ngừng phát triển, cuộc đời bạn sẽ có ý nghĩa, ngay cả khi bạn không kiếm ra tiền. Đồng thời, việc phát triển thêm kỹ năng hay nhìn nhận bản thân nghiêm túc hơn sẽ có lợi cho việc định hướng tương lai của bạn. Đôi khi thất nghiệp sẽ là khoảng thời gian vàng để bạn học được những đạo lý vô cùng quan trọng sau đây. Các bạn hãy cùng tiếp tục lắng nghe nhé! Đầu tiên, thất nghiệp giúp chúng ta càng trân trọng công việc của mình hơn. Đối với nhiều người, ai cũng khát vọng bản thân có thể tự do theo đuổi thứ mình thích, thoải mái làm điều mình muốn mà vẫn còn dư dả thời gian để nghỉ ngơi, để đi chơi, ví dụ như việc làm freelancer. Nhưng tưởng tượng lúc nào cũng tốt hơn thực tế. Người hiểu và có thể kiên trì với những ngành nghề freelance không hề nhiều. Có đôi khi trở thành freelancer rồi, bạn lại nhớ nhung, khao khát có thể tiếp tục làm công việc cũ. Lúc ấy, cơ hội đã vượt khỏi tầm tay rồi. Thứ hai, thất nghiệp giúp chúng ta hiểu rõ vị trí của mình. Có những người lúc còn đi làm luôn nghĩ rằng mình rất giỏi, năng lực mình rất tốt, mình có thể giải quyết tất cả các vấn đề, mình rất quan trọng, công ty không có mình thì không được. Nhưng một khi rủi ro xuất hiện, công ty đào thải bạn, lúc ấy bạn sẽ trở nên hoang mang vô định và phát hiện ra bản thân thực ra chẳng quan trọng đến thế. Đánh giá quá cao bản thân, ngộ nhận năng lực của cá nhân cũng là một trong những nguyên nhân có thể khiến bạn tiếp tục thất nghiệp thêm nhiều lần nữa. Tiếp theo, thất nghiệp khiến chúng ta có thêm ý thức cạnh tranh. Theo dòng phát triển của xã hội, sự cạnh tranh giữa các nhân tài ở mọi công ty càng ngày càng khắc nghiệt hơn. Những trường hợp anh dối tôi lừa xuất hiện ngày càng nhiều. Trong guồng quay dẫm đạp đó, nếu bạn còn giữ khư khư lối tư duy sáo mòn, không có lòng cầu tiến, trước khi bị sa thải, bạn đã bị xã hội rũ bỏ rồi. Thứ tư, thất nghiệp giúp chúng ta hiểu ra sự thật. Nếu bạn không nắm giữ một kỹ năng nào trong tay, bạn chắc chắn bị tụt lại. Bạn muốn ra xã hội, muốn kiếm tiền, muốn có thành tựu, vậy bạn bắt buộc phải giỏi một thứ gì đó. Người có chuyên môn, dù ở đâu cũng sẽ được chú ý, cất nhắc, ưu tiên, trao cho nhiều cơ hội hơn. Còn những người vẫn còn loay hoay cái gì cũng không biết thì cuộc sống sẽ ngày càng bế tắc. Thứ năm, thất nghiệp khiến bạn nhận ra cái hay ho thú vị của công việc mình đang làm. Nó giống như trong chuyện tình cảm, chỉ đến khi mất đi rồi ta mới biết trân trọng,
mới nhận ra thứ mình bỏ lỡ tốt đẹp như thế nào. Nhưng khi ấy đã quá muộn rồi. Lúc còn làm việc, chúng ta suốt ngày than vãn công việc mệt mỏi, tiền lương thấp, sếp đành hành. Nhưng đến lúc thất nghiệp rồi, không còn nguồn thu nhập trong tay, bạn mới hiểu công việc cũ của mình đáng quý như thế nào. Thứ 6. Thất nghiệp có thể giúp bạn hiểu được tầm quan trọng của những mối quan hệ xã giao. Có người từng nói, trước 30 tuổi, chúng ta dựa vào năng lực của mình để kiếm cơm ăn. Còn sau 30 tuổi, chúng ta sẽ phải nhờ vào những mối quan hệ. Khi còn trẻ, bạn sẽ nghĩ câu nói này thật sáo rỗng và vô lý. Nhưng dần dà theo thời gian, tầm quan trọng của việc giao tiếp, giữ quan hệ với những người xung quanh sẽ được bộc lộ. Và giờ đây, bạn mới biết, khi còn làm việc, nhất định phải tích lũy các mối quan hệ, bảo vệ và không ngừng gia tăng chúng. Thứ 7. Thất nghiệp giúp bạn thấy rõ bản tính của con người. Đây là chuyện thường gặp khi bạn cùng làm việc hoặc cùng sinh hoạt trong một môi trường. Những người bình thường vẫn rất thân thiết với bạn. Khi bạn gặp vấn đề, cả hai bắt đầu xa cách nhau. Những lần liên lạc ít dần, thậm chí thua hai kẻ xa lạ. Thất nghiệp cũng vậy. Những đồng nghiệp từng như anh chị em của bạn, tốt thật hay không, lúc này bạn mới biết. Và cuối cùng, thất nghiệp có thể giúp chúng ta hiểu rõ đời thực là như thế nào. Khi còn ngồi trên ghế nhà trường, khi chưa chính thức tự lập, chúng ta thường sống rất cảm tính, luôn nhìn đời bằng con mắt màu hồng. Nhưng khi bước vào xã hội rồi, khi 5 lần 7 lượt vấp ngã, chúng ta sẽ phát hiện hiện thực tan khốc như thế nào. Đấy chính là bản chất xã hội. Bạn biết đấy, con người là một loài động vật tương đối cảm tính. Chỉ khi trải qua rất nhiều chuyện thăng trầm mới thực sự trưởng thành được. Bạn có một công việc tốt, bạn nhận một mức lương khủng, bạn xinh đẹp, bạn khéo tay, bạn giỏi giang. Tất cả những ưu điểm này có đôi khi không còn nghĩa lý gì khi bạn cũng chỉ là một cá nhân trong một cộng đồng lớn, đều đang phải hứng chịu những tác động không may của thiên tai, của dịch bệnh, của kinh tế, v.v. Quan trọng là qua những bấp bênh, bạn vẫn giữ được thái độ kiên định, sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, thậm chí còn to lớn hơn hiện tại. Chúc các bạn may mắn. Thời lượng video đến đây là kết thúc rồi. Bí quyết thành công rất cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn có thể gửi những câu chuyện, chia sẻ của mình đến ban biên tập bằng cách để lại bình luận bên dưới video này nhé. Đừng quên ấn like video, đăng ký kênh để chúng tôi có thêm nhiều động lực, ra thêm những video chất lượng và bổ ích hơn nữa nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo trên kênh Bí Quyết Thành Công. Và để giúp bạn rèn luyện các thói quen tốt, đặc biệt là về tính tiết kiệm, thì Bí Quyết Thành Công muốn gửi tới các bạn một ứng dụng có tên là 30 ngày thói quen, xây dựng cuộc đời ngoại hạng bằng những thói quen vượt trội. Khi sử dụng ứng dụng này, các bạn sẽ được tham gia khóa huấn luyện chuyên sâu 30 ngày về việc tự xây dựng thói quen dựa trên hiểu biết tiên tiến nhất về khoa học. Ngoài ra, bạn sẽ được trải nghiệm bộ bài luyện nghe về 25 thói quen quan trọng nhất, mỗi thói quen trong 30 ngày để truyền cảm hứng, kích hoạt hành động, tìm ý nghĩa và củng cố kiến thức trong mỗi thói quen. Ứng dụng chứa hơn 1.000 cộng ví dụ minh họa, tình huống sát sườn giúp bạn hiểu và áp dụng các nguyên tắc hình thành thói quen bền vững, hơn 100 cộng bài học về hành trình xây dựng thói quen độc đáo của những người thành công và hơn 300 video và audio giúp bạn nghe ngấm, hiểu sâu để kiến thức ăn vào trong tiềm thức. Khi học trên ứng dụng 30 ngày thói quen, bạn sẽ học nhanh hơn 72% nhưng nhớ lâu hơn 150% nhờ giải pháp vừa học vừa làm bài tập liên tục. Bạn sẽ được nghe ngấm nội dung kiến thức cốt lõi chỉ 3 đến 5 phút mỗi bài. Các bạn hãy nhanh tay đăng ký link ở phần mô tả của video để nhận được phần quà hấp dẫn là 93 cuốn sách nói và 95 cuốn sách điện tử cùng những ưu đãi về ứng dụng 30 ngày thói quen. Chắc chắn bạn có thể thay đổi và nâng cao chất lượng cuộc sống, đem lại một nền tảng tự động cho cuộc đời thành công đấy.